Đắk Lắk đang vào vụ thu hoạch sầu riêng nhưng hàng ngàn tấn chưa tìm được đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá sầu riêng ri 6 hiện rớt xuống 25.000 đến 30.000 đồng một ký. Một số hộ trồng sầu riêng cho biết, các năm trước sầu riêng ri 6 và sầu riêng Thái đậu mùa giá tại vườn đã 50.000 đến 60.000 đồng một ký. Năm nay giá giảm hơn một nửa, chỉ còn 25.000 đến 30.000 đồng một ký. Còn sầu riêng hạt chỉ 8.000 đến 15.000 đồng một ký. Theo Hội cây ăn quả của tỉnh Đắk Lắk, hiện nay sản lượng sầu riêng ri 6 và sầu riêng truyền thống của các hội viên còn tồn tầm 1.000 tấn. Nhưng giờ các tỉnh đều thực hiện chỉ thị 16, nên xe vận chuyển trái cây rất khó chở hàng vào. Trong khi Đắk Lắk không có kho cấp đông đủ lớn để dự trữ, bảo quản sản phẩm hỗ trợ cho nông dân. Hiện sầu riêng của bà con rụng nhiều nhưng không có người mua. Hiện nay các sở ngành đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch tiêu thụ bơ sầu riêng trong điều kiện dịch Covid-19. Về phía Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại triển khai thực hiện các hoạt động kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hiện tỉnh có hơn 12.000 hectare sầu riêng và sản lượng dự tính 103.000 tấn.